cần đốt, nhưng mà con phải mở máy hút. Tại vì những vị Phật, Thánh Tiên, Bồ Tát xuống trần cũng giống như các con đi vô chuồng heo, chuồng gà, nó hôi lắm, thối. Thì mấy vị thương chúng ta, mấy vị mới đứng để chứng bữa lễ con đọc kinh. Nhưng mà cơ thể chúng ta đã dính chuột thúi thì cần có nhang để mà sái tịnh. Nhưng mà ngược lại, nhang mà là mấy con lựa nhang tốt nha, đừng có chắc quá học. Rồi mình để cho thơ mấy chư thiên, mấy chư Bồ Tát người ta đứng ở đó. Chứ rồi đứng trong chuồng heo nhiều quá, chúng ta giống như heo vậy, để chúng ta ngu như heo. Thôi cũng được, tạm tạm được. Nhưng mà cơ thể con cũng hôi vậy, nên nhang là để mà sát tịnh. Công nghệ thì đàn cày cũng được, nhưng mà sợ nó cháy nhà. Nhưng mà đàn cày á, nên đốt nhang thêm lửa nhang của Nhật hay là nhang thơm của Ấn Độ á. Chứ còn nhang kiểu Việt Nam với Tàu, trầu rồi nó làm đổ gì trong đó mặt cưa bậy bạ, bị xiển á, chết thì không chết là bị xiển sập sừ. Mình đâu có thể đọc thời kinh xong mình bị xiển đâu, cho nên phải mở máy hút và đốt cái nhang ốm ốm nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng có để cái nhang mà dài thòn khói, đừng có nên nữa đó.